Vào thời kỳ xa xưa, khi con người còn ăn lông ở lỗ, mục tiêu cao nhất của họ là tồn tại và di truyền được ADN của mình cho đời sau. Khi một cá thể ở vào vị trí thấp kém, cá thể đó không được chú ý trong đàn, nó có thể bị bỏ rơi, bị bỏ đói hoặc không có được cơ hội chọn hoặc được chọn để giao phối, sinh sản, duy trì nòi giống. Do vậy, khi một cá thể trong đàn so sánh bản thân với những cá thể khác và cảm thấy rằng mình đang ở vị trí yếu thế, thì cảm giác về sự thua kém sẽ xuất hiện. Một phản xạ mang tính bản năng của sự sinh tồn, cảm giác yếu thế này sẽ tạo ra một nguồn động lực, sẽ thôi thúc cá thể đó làm một điều gì đó để lấy lại vị thế của mình, nhằm đảm bảo cuộc sống của bản thân. Có thể đó là việc đánh nhau với một cá thể khác ở vị trí cao hơn để lấy lại cảm giác về vị trí của mình trong đàn, hoặc làm một điều gì đó để chứng tỏ giá trị của bản thân. Ok, đến đây có thể bạn đã nhận ra, câu chuyện này chẳng liên quan gì đến cái quần què hết. Cái tiêu đề như vậy là vì tôi muốn gọi tên đến cảm giác kia, cảm giác về cuộc đời quần què. Và cái tiêu đề này có để câu view nữa, hiệu quả lắm. Ngày nay, cái cảm giác quần què cổ xưa này vẫn còn nằm lại trong con người hiện đại và đang được các nhà marketing khai thác triệt để cho công việc quảng cáo và bán hàng, marketing tiềm thức. Lịch sử đã có 3 lần đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của nhân loại, khi Copernicus tuyên bố trái đất và con người không phải là trung tâm của vũ trụ với thuyết nhật tâm, khi Darwin tuyên bố con người chỉ là một sản phẩm chọn lọc của tiến hóa tự nhiên, không phải được tạo ra từ các vị thánh thần nào đó, và Simon Freud với phân tâm học của ông đã tuyên bố con người chẳng thể nào tự chủ bằng lý trí, họ bị điều khiển bởi những thứ sâu thẳm trong vô thức. Cảm giác thấp kém của con người được nói đến trong bài này chính là thứ tiềm thức thuộc về phân tâm học. Nó tồn tại trong sâu thẳm tâm thức, nó hiếm khi được lý trí chấp nhận rằng nó có tồn tại. Thay vào đó, con người hiện đại lúc nào cũng có vẻ mạnh mẽ, lý trí, tỉnh táo và thông minh. À và rồi để bị cái tiềm thức này điều khiển như những con rối khi bị những kẻ cao tay hơn kích hoạt nó trỗi dậy. Trong văn hóa hiện đại, marketing thường là một thông điệp của những kẻ cao tay và đa số các thông điệp này sẽ gửi đến cho bạn để gợi nên một cảm giác về sự thấp kém. Nó sẽ kích hoạt cái hệ thống mà hàng triệu năm nay vẫn nằm trong tiềm thức của con người. Những nhà marketing đại tài là những người kích hoạt được cảm giác này giỏi nhất. Họ dễ dàng khiến cho bạn cảm thấy cuộc đời mình như cái quần què vậy và bạn cần làm gì đó để bù đắp và thay đổi nó. Con người hiện đại không thể tự do đánh nhau với kẻ khác để lấy lại vị thế như cách mà tổ tiên đã làm. Thay vào đó, họ tìm kiếm một thứ gì đó bên ngoài để làm cho bản thân có giá trị hơn. Và cách dễ nhất là bỏ tiền ra mua sắm để bù đắp vào cảm giác thấp kém. Việc sở hữu một thứ gì đó sẽ dễ làm họ có cảm giác bù đắp lại vị thế của mình. Và cũng từ đây, con người bị điều khiển bởi những thông điệp quảng cáo và các nhà marketing đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ. Để bán được hàng, các nhà quảng cáo sẽ tuyên bố và nhồi nhét vào trí óc của chúng ta những thông điệp về sự thấp kém. Bọn họ cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần trên TV. Nào là bồn cầu nhà bạn đầy vi khuẩn, tóc bạn rụng suốt ngày, răng của bạn vàng vẩu và hơi thở của bạn hôi thối không thể chịu được, còn bạn lớn lên sẽ là lũ đần độn và còi cọc. Nói tóm lại, họ sẽ cố làm cho bạn cảm thấy mọi thứ mà bạn đang có thật tồi tệ, mà thực ra chúng vẫn xịn, và cuộc đời bạn giống y như là một cái quần què luôn. Và cách để bạn khỏa lấp được những sự tự ti, xóa đi những sự tồi tệ trên là mua lấy sản phẩm của bọn họ. Bạn chỉ cần mua một bình nước diệt khuẩn là phòng vệ sinh nhà bạn đã sạch sẽ thơm tho. Bạn chỉ cần một bình dầu gội đầu để duỗi mấy sợi tóc rối của mình. Họ sẽ chỉ cho bạn một loại kem đánh răng, nước súc miệng thơm tho để bạn trị cái mồm thối. Và còn bạn cần uống loại sữa của họ ngay khi nó chưa lọt lòng để thoát khỏi kiếp ngu đần và còi xương. Chúng ta sẽ không phủ nhận lợi ích mang lại từ những sản phẩm đang được bán ngoài chợ kia, nhưng hãy nói về cách mà họ giới thiệu sản phẩm. Cái thời mà sản phẩm có gì, chất lượng như thế nào sẽ được nói y ra như thế trong các mẫu quảng cáo đã qua rồi. Thời kỳ đó đã qua rất lâu rồi. Bây giờ để bán được sản phẩm, người ta không thể làm bằng cách nói chân thật như thế nữa. Họ phải thổi phồng chất lượng của nó lên hơn thế và phải vượt trội hơn thế, phải cho bạn thấy cái bạn đang có là đồ dòm chính hiệu, và thế là họ lại bán được thêm nhiều sản phẩm hơn. Bạn cho rằng việc thổi phồng chất lượng như thế đã là ghê gớm, nhưng đó vẫn là chưa đủ. Sau khi đẩy cái cảm giác quần què vào người bạn, họ sẽ tiếp tục bán các sản phẩm đi kèm với chúng là các tính cách và năng lực mà chỉ có ở con người. Đây mới là đỉnh cao của marketing hiện đại. Nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này, xạo vãi ra, làm gì có cái hàng hóa nào mà bán kèm tính cách của con người. Hôm trước vào giờ ăn trưa, tôi có nghe được câu này, cuốn sách đổi đời, bên những ly cà phê đổi đời. Với cái cảm giác về cuộc đời của bạn đang như một cái quần què, hẳn là bạn sẽ muốn đổi đời. Thế thì dễ thôi, mua cà phê của chúng tôi mà uống đi, vì sách này bọn tôi phát miễn phí rồi, câu đó nghĩa là thế đấy.
Tuy câu đó không thực sự nêu rõ về tính cách và năng lực đi kèm sản phẩm, nhưng nó cũng đã có một phần trong câu nói. Và theo cách này, hàng loạt sản phẩm hàng hóa được quảng cáo đi kèm, trong đó là thứ mà chỉ có thể có được ở con người. Những đồ vật đâu thể chứa đựng tính cách và năng lực của con người. Thế mà chẳng ai lấy làm ngạc nhiên với cách mà họ quảng cáo. Bạn có ngạc nhiên không? Bạn vẫn chấp nhận cho nó lặp đi lặp lại trên TV rằng bạn là thằng nhãi nhát gan. Loại dầu gội này mang đến sự mạnh mẽ của nam giới cho bạn. Bạn không có năng lực. Cà phê của chúng tôi mang đến sự sáng tạo cho bạn. Bạn rụt rè, sợ sệt. Hãy tự tin, năng động với loại X. Loại nước này là phần tinh khiết nhất của đời bạn. Hãy uống nó vào đi. Khi cảm thấy cuộc đời của bạn tồi tệ như cái quần què, chính những mẫu quảng cáo này sẽ là thứ cứu vớt cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn tìm mua được những tính cách và năng lực bạn muốn có. Ghê gớm hơn là họ còn bán những sản phẩm kèm với những giá trị trừu tượng vô hình như hạnh phúc, yêu thương, sự chân thành, một loại bánh mang đến sự hạnh phúc, một gói bột cho vào nồi canh để mang đến tình yêu thương cho tất cả những người ăn nồi canh đó. Chưa bao giờ tình yêu và hạnh phúc lại dễ kiếm như bây giờ, ra chợ mà mua thôi. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng câu nói trong quảng cáo ấy chỉ mang tính ẩn dụ và tôi đây chỉ hơi quá cứng nhắc và khô khan. Nhưng tôi thì không cho là như vậy. Theo cách này, những nhà marketing đã rất thành công trong việc bán hàng, đồng thời cũng phá hủy đi những giá trị thực sự quan trọng đối với con người. Họ quy đồng và gán những thứ không thể gán vào đồ vật. Họ phá hủy cái đúng phải là của những giá trị thực sự như mạnh mẽ, cá tính, sáng tạo, năng động, tự tin, hạnh phúc và yêu thương. Họ đào sâu vào sự tự ti của con người và khiến con người khao khát bù đắp những khoảng trắng ấy bằng một vài sản phẩm. Và để rồi sau khi có thể sở hữu mọi thứ, con người vẫn thấy mình tồi tệ. Cũng dễ hiểu thôi, một sản phẩm được quảng cáo là mang đến sự đẳng cấp, sự quý phái và rồi được một tên trộm mang nó lên người. Nó sẽ không biến tên trộm thành một con người quý phái đâu và nó sẽ không bao giờ làm được. Bạn có phải trả thêm tiền cho một nhãn hiệu nào đó, in logo của họ lên quần áo của bạn không? Chắc chắn là có luôn. Trong khi thực ra phải ngược lại, bọn họ phải trả tiền cho bạn vì bạn đã mang logo của họ đi quảng cáo khắp nơi. Khi một sản phẩm được sản xuất, giá bán của nó sẽ bị đẩy lên gấp 3 lần sau khi dán một cái logo bé tẹo. Vậy thì, nếu một sản phẩm bạn đang sử dụng và việc lột bỏ cái nhãn hiệu không ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và công dụng của sản phẩm, thì bạn có sẵn sàng lột bỏ cái nhãn hiệu đó đi không? Nếu câu trả lời là bạn không sẵn sàng làm điều này, thì bạn nên làm tiếp bước bên dưới. Hãy bước vào phòng tắm, lột sạch đồ ra, nhìn vào gương và ngẫm nghĩ. Trên và bên trong người bạn đang có những thứ gì giá trị không? Nếu bạn không thấy thứ gì giá trị từ thân thể trần truồng ấy, thì quả thực cuộc đời của bạn đang giống như một cái quần què vậy. Và các bạn có đang cảm thấy cuộc đời của mình như cái quần què không? Hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích đọc những bài viết như này, hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!